Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ tư ngày 4 tháng 9 năm 2024 từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin đã đến Ulaanbaatar, thủ đô của nước Mông Cổ. Tổng thống Putin đến nơi đây là do lời mời của Tổng thống Mông Cổ là ông Utnagin Krensuk mời đến nơi đây. Và khi mà biết Tổng thống của Mông Cổ là ông Utnagin Krensuk mời, bên phía của châu Âu, Mỹ và Ukraine ngay lập tức yêu cầu Mông Cổ hãy bắt ngay Tổng thống Putin, giao cho Tòa án Hình sự Quốc tế, vì Tòa án Hình sự Quốc tế đã có trát bắt Tổng thống Putin. Họ cũng nói luôn đó là Tổng thống Putin là tội phạm chiến tranh, và năm ngoái Tòa án Hình sự Quốc tế đã ra trát rồi, bây giờ phải bắt liền. Nước Mông Cổ là thành viên của thỏa ước Rome, là thỏa ước thành lập tòa án hình sự đó. Mông Cổ là thành viên của tòa án hình sự quốc tế mà đã có ký kết rồi, nên bây giờ là phải tuân thủ chứ. Mông Cổ không thể nào mà không bắt Tổng thống Putin, vì làm như thế đó là Mông Cổ phản kháng lại lệnh của Tòa Hình sự Quốc tế mà Mông Cổ là thành viên. Tổng thống Utnagin Krensuk phải hành động để mà gìn giữ lấy uy tín của Mông Cổ nha. Không, Tòa án Hình sự Quốc tế nay mai sẽ không có giúp đỡ gì cho Mông Cổ, hoặc là Tây Âu và nước Mỹ không có hài lòng, nên không có sự tương tác gì với Mông Cổ đâu. Thưa quý khán giả, bên phía của Mông Cổ nói chúng tôi phải đón tiếp Tổng thống Vladimir Putin. Chúng tôi là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, tiếng Anh viết tắt là ICC đó. Chúng tôi hiểu điều này là phải giao cho Tòa án Hình sự Quốc tế một khi mà Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt buộc người nào đó đã phạm tội. Nhưng ở trong trường hợp của Tổng thống Putin, chúng tôi không giao được. Chúng tôi không giao được là tại vì giữa nước Nga và Mông Cổ có một sự tương tác chặt chẽ. Mông Cổ thì nhập khẩu 95% sản phẩm dầu mỏ. Dầu mỏ thì Mông Cổ nhập dầu hỏa, xăng nhớt gì từ của Nga tới 95%. Vì Nga là quốc gia có mỏ dầu lớn, và Mông Cổ mua dầu thô, mua xăng, mua nhớt gì từ của Nga rồi. 20% thì là mua từ điện tử, thì mua từ Nga luôn. Dầu mỏ và điện tử không nhiều bằng dầu mỏ, nhưng mà 20% năng lượng điện cũng mua từ Nga. Nên chúng tôi không thể nào mà bắt Tổng thống Putin, vì bắt Tổng thống Putin, nước Nga chỉ cúp về vấn đề năng lượng điện, cúp về vấn đề những sản phẩm màu dầu mỏ thì chúng tôi cũng tiêu tùng. Nên thôi, không có được. Thế là Tòa án Hình sự và Ukraine cũng như là châu Âu và Mỹ sượng sùng lắm. Biết là đây là một sự phản kháng, và như vậy là Tòa Hình sự Quốc tế không còn đủ uy tín trong tương lai, không có thi hành được. Một thành viên chính thức như Mông Cổ đã phản kháng rồi thì nay mai sẽ có những thành viên khác phản kháng. Thì còn gì nữa là Tòa án Hình sự Quốc tế. Nên Tòa Hình sự Quốc tế và châu Âu rất cay cú lắm, Mỹ cay cú hơn nữa. Làm được gì không? Không làm được gì. Vậy thì Tổng thống của Mông Cổ đã trải thảm đỏ đón tiếp Tổng thống Vladimir Putin một cách long trọng, một nghi thức đón tiếp long trọng dành bậc nhất cho một người nguyên thủ quốc gia. Cao cấp nhất thì đã được đón tiếp một cách long trọng nhất. Trong clip kỳ trước tôi có phân tích là
Mông Cổ là một quốc gia landlock, tức là đã bị dính liền không có đi ra ngoài biển được, ở chính giữa là Trung Quốc và Nga. Trong lịch sử bao nhiêu ngàn năm rồi, Mông Cổ có những tương tác chặt chẽ với Nga cũng như có những gì đó với Trung Quốc, lúc là kẻ thù, lúc là đồng minh, vân vân và vân vân. Mông Cổ sản xuất thì xuất cảng sang đầu tiên là Trung Quốc hoặc là sang Nga. Mông Cổ cũng nhận những nguyên liệu từ phía Trung Quốc và bên phía Nga. Mông Cổ không có tương tác nhiều với Mỹ, không có tương tác nhiều với châu Âu, nên Mông Cổ không có e ngại sự trừng phạt của Mỹ, không có e ngại sự trừng phạt của châu Âu. Bởi vậy, kỳ này Mông Cổ bày tỏ ra mặt là không nhận lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế, dầu rằng Mông Cổ là thành viên. Vì sao? Vì Mông Cổ phải đặt quyền lợi quốc gia của Mông Cổ lên cao hơn. Quyền lợi quốc gia Mông Cổ kỳ này mà Tổng thống Vladimir Putin đến là liên quan đến vấn đề năng lượng, liên quan đến vấn đề dầu hỏa, liên quan đến vấn đề mua bán các cái sản phẩm của Mông Cổ sang bên Nga. Ai mà qua bên Mông Cổ thì đều biết là Mông Cổ là một quốc gia rộng lớn, đặn trù, đặn ngựa là gì, tha hồ. Sản phẩm của họ là liên quan đến trù với ngựa. Và những nước mà họ tiêu thụ gần chính là nước Nga. Đó là quyền lợi của Mông Cổ. Ông Mỹ và ông châu Âu mà dính vô kỳ này mà đòi giống như là những nước ở Nam Phi hoặc là ở Nam Mỹ thì làm gì được. Kỳ vừa qua, Mỹ châu Âu làm áp lực nước Nam Phi để rồi Tổng thống Ramaphosa của Nam Phi thấy ngại ngùng, dầu rằng đây là cuộc họp của BRICS, Tổng thống Vladimir Putin hiểu được trong cái tình thế đó của Tổng thống Ramaphosa nên ông không có qua bên Nam Phi. Vì Nam Phi mà đón tiếp mà không giao Tổng thống Putin ra thì có thể có những sự trừng phạt kinh khủng từ bên phía Mỹ, từ bên phía châu Âu. Và Tổng thống Putin là một con người hiểu chuyện, ông là một người quân tử, là một người lãnh đạo sáng suốt. Ông nhìn thấy tình cảnh như thế của Tổng thống Ramaphosa thì ông nói đã thế, ông chỉ họp qua trực tuyến thôi, video là đủ rồi. Còn bên Mông Cổ thì Mông Cổ đón thêm Tổng thống Putin đó một cách long trọng nhất luôn. Bắn pháo đón tiếp rồi trái cảm đỏ tiệc tùng thật là lớn. Hiện nay vẫn còn đang họp ở bên Mông Cổ. Mỹ làm gì? Chả làm được gì hết. Cấm vận ơi, họ đâu có sợ. Mỹ đâu có làm ăn gì với bên Mông Cổ nhiều đâu. Cấm vận đi, tha hồ. Châu Âu có sản phẩm gì của Mông Cổ không? Không, mua bán thì rất là ít. Tương tác về vấn đề mà gọi là kinh tế này nọ thì Mông Cổ tương tác với Nga, với Trung Quốc, với Triều Tiên, với Hàn Quốc, may ra với Nhật Bản một phần nha. Vì các sản phẩm của Mông Cổ thì những quốc gia có những cái nét văn hóa và địa thế giống nhau với giống Mông Cổ thì họ mới mua. Chứ còn ông Mỹ, còn ông châu Âu chả có dính líu gì hết, tha hồ mà cấm, cấm vận đi. Cấm bao nhiêu cũng được hết. Những hình ảnh đón tiếp Tổng thống Vladimir Putin với Tổng thống Mông Cổ đi và những bữa tiệc thì phải nói rằng rất là sang trọng. Mông Cổ từng cách trình bày thêm đó là chúng tôi luôn duy trì chính sách trung lập trong mọi quan hệ ngoại giao của mình, như đã nêu trong các tuyên bố của chúng tôi cho đến nay. Cho nên đối với Mông Cổ, Tòa án Hình sự Quốc tế là cái gì đó có một phía rồi. Một phía rõ ràng nói như thế là đó là của Tây Phương, một của Mỹ. Nên chúng tôi trung lập. Chúng tôi trung lập vì chúng tôi cần có quyền lợi của Mông Cổ. Mà Tây Phương và Mỹ thì chưa có cung cấp được gì cho chúng tôi, chưa làm cho chúng tôi được lợi bây giờ.
thì chúng tôi đón tiếp Tổng thống Putin. Tổng thống của Mông Cổ cũng như nước Mông Cổ không muốn làm bí mật tòa hành sự quốc tế, cũng như là nước Ukraine, châu Âu và nước Mỹ. Nhưng vì quyền lợi quốc gia, tất cả chỉ vì quyền lợi của dân tộc thôi, thì ông sẵn sàng đứng ra để mà chỉ mặt thẳng tên. Đây, chúng tôi không có đứng về phe này nha. Chúng tôi chỉ đứng về nói như tiếng nói của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Việt Nam không chọn phe, Việt Nam chỉ chọn chính nghĩa thôi. Thì đây là lời nói của Tổng thống Mông Cổ. Chúng tôi không có chọn phe, chúng tôi không ngã thế nào hết á. Chúng tôi trung lập. Ông dùng cái danh từ trung lập, còn phía của Việt Nam thì nói là chúng tôi chọn chính nghĩa. Chúng tôi trung lập. Nhưng rõ ràng nói là trung lập là không có đúng hẳn, là tại vì đón tiếp Tổng thống Vladimir Putin như thế, với những phát đại báo, với những bữa tiệc tùng, với những việc mà đón tiếp trải thảm đỏ, duyệt binh này nọ đó, thì đây không còn là trung lập, mà rõ ràng là chọn phe. Chọn phe đây tức là chọn về phía của quyền lợi dân tộc Mông Cổ, mà họ nói là gắn liền với địa thế và lịch sử của nước Nga với Mông Cổ, cũng như là chọn, nếu cần là chọn Trung Quốc. Vì đây dầu là một quốc gia trước đây có thể có những xung khắc về vấn đề chính trị, về vấn đề vương quốc, như chúng ta đã thấy Mông Cổ đã từng xâm chiếm Trung Quốc và lập ra nhà Nguyên ở thế kỷ thứ 12, 13 ở bên Trung Quốc. Dầu là có những cái lịch sử rất là lên cao và xuống, là giữa Trung Quốc và Mông Cổ, và Mãn Thanh là gì đã tiêu diệt Mông Cổ một thời. Có những sự xung khắc như vậy, nhưng mà quyền lợi của họ là gắn liền với khu vực đó về địa thế và lịch sử. Nên không thể nào mà chối bỏ lịch sử hoặc là chối bỏ văn hóa địa của mình, và địa đây là địa thế đó, để chạy theo cái gì đó một cách viển vông là lệnh của tòa hành sự quốc tế. Lệnh của tòa hành sự quốc tế rồi để làm sao? Để làm theo quyền lợi của Mỹ và Tây Phương. Vì lệnh đó rất mơ hồ lắm, liên quan đến việc gọi là Tổng thống Vladimir Putin bắt cóc các trẻ em gì đó. Trong khi đó thì nước Nga đã cắt nghĩa một phần rất rõ ràng. Các trẻ em mồ côi đó đã được Nga thấy tội nghiệp, lập ra một cái trại giữ các em đó, xong rồi cho những người có lòng tốt, lòng nhân hậu ở bên Nga bảo trợ, đưa ra bảo trợ. Vì Nga coi những con dân của Ukraine như là con dân của mình, vì đây trong tình thế của lịch sử bao nhiêu hơn ngàn năm, Ukraine và Nga là anh em với nhau, là anh em với nhau. Nga nói Nga đâu có đối xử tệ với các trẻ em đó đâu, mà kêu rằng là ra trát hình sự quốc tế bắt Tổng thống Putin. Thật là mắc cười. Chẳng lẽ để cho các em ấy cứ bơ vơ không ai chăm sóc mà gọi là nhân đạo à? Thế Nga đã từng nói rồi, Nga không còn là thành viên của tòa án hình sự quốc tế. Nga có gia nhập tòa án hình sự quốc tế một thời gian ngắn thôi, nhưng rút khỏi tòa án hình sự quốc tế. Thì tòa án hình sự quốc tế không có quyền gì trên Nga hết đó. Không có quyền gì trên Nga hết đó. Bây giờ nó ra lệnh cho một quốc gia là thành viên của tòa án hình sự quốc tế, thì thành viên này đã nói lên rất rõ, không có đứng về phía nào hết, chỉ đứng về trung lập, nhưng cũng hiểu đó là trung lập vì quyền lợi quốc gia của Mông Cổ. Vì quyền lợi đó nên họ dính liền với lịch sử, địa thế là gì? Họ chọn nước Nga, họ chọn Trung Quốc chứ. Nếu mà không có chọn thì họ đâu có đón tiếp như vậy. Không muốn làm bẻ mặt tòa án hình sự quốc tế, không muốn làm bẻ mặt Ukraine, không muốn làm bẻ mặt Tây Phương và nước Mỹ, nhưng khi cần thì phải đứng vững. Mông Cổ đã đứng vững lên trên hai bàn chân của mình và tuyên bố như thế: chúng tôi không trao Tổng thống Vladimir Putin cho tòa hình sự quốc tế. Dù các bạn có giận dữ đi nữa, chúng tôi cũng không trao. Chúng tôi phải bảo vệ quyền lợi chúng tôi. Chúng tôi chọn trung lập. Trung lập đây là vì quyền lợi của đất nước Mông Cổ, chứ không phải là chúng tôi tương tác với nước Nga mà chúng tôi chống lại các bạn.
hiểu cái chữ trung lập là như thế. Chúng tôi giàu rằng có làm việc với nước Nga đi nữa thì chúng tôi cũng là vì quyền lợi của tổ quốc Mông Cổ. Chúng tôi không có chống các bạn. Các bạn đừng kiếm chuyện chúng tôi. Nhưng Mỹ, Tòa án Hình sự Quốc tế và Tây Phương rất cay cú là tại vì một quốc gia thành viên của ICC mà phản kháng rồi thì là mở cửa cho những thành viên khác trong tương lai sẽ phản kháng tương tự như vậy. Nên việc mà Mỹ muốn dùng Tòa Hình sự Quốc tế để vây chặt lấy nước Nga coi như không có thành. Không có thành thì họ đau đớn là như vậy đó. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.